Sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế đang dần hồi phục. Tuy nhiên, làn sóng tháo chạy, rời bỏ mặt bằng cửa hàng trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội vẫn chưa hề hạ nhiệt. Không ít hộ kinh doanh chấp nhận lỗ, trả lại mặt bằng thuê vì đã cạn kiệt nguồn vốn duy trì. Nhiều mặt bằng kinh doanh đóng cửa bỏ trống, treo biển sang nhượng, cho thuê cửa hàng. Hình ảnh này không khó bắt gặp tại nhiều tuyến phố lớn như Hàng Đào, Hàng Gia, Hàng Bông. Hà Nội ngày cuối tuần vì thế cũng trầm lắng hơn. Không nào một tuần không bán được một cái gì một xu nào thì làm sao mà đủ để ăn cả. Để mà lo kinh tế gia đình thì chắc là không lo nổi. Dịch là không ăn chơi thì cái nghề này của cô bán được cho ai? Được biết, dù ngành du lịch đã sôi động trở lại, nhưng sức mua của du khách kém so với trước. Các hộ kinh doanh không đủ sức chống đỡ phải trả lại cửa hàng. Trước nhà mình cho thuê là 27 triệu một tháng, thì bây giờ hạ xuống còn 15 triệu để hạ giá cho thuê xuống hết mức có thể rồi mà cũng không có người thuê. Thế là cứ để không thì thôi. Giảm giá đến hết mức rồi mà không có ai thuê thì mình sẽ kinh doanh thôi. Khoảng cái mặt này tôi bán à cô kia bếp, toilet trong cùng. Đó. Nếu mà để bán quần áo thì là quá chuẩn rồi. Với những mặt bằng kinh doanh khu vực phố Kim Mã, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ cũng ế ẩm không kém. Tình hình kinh doanh chưa mấy khả quan, trong khi vẫn phải gánh khoản tiền lớn thuê mặt bằng. Vốn mình bỏ ra thì nhiều, chắc cũng chưa hoàn lại được mấy đâu. Hiện tại thì nó cũng trong cái mức mà lỗ và lãi một xíu vậy thôi, chứ nó không có, nó chưa lên được xíu nào hết. Tìm được người sang nhượng thì khó, bởi vì mình phải đi đăng bài ở tất cả các cái trang Facebook, các thứ. Nhiều cửa hàng cũng quyết định chuyển sang kinh doanh online để giảm gánh nặng chi phí. Nền tảng mạng xã hội có thể bán online nó hiệu quả hơn là việc thuê một cái cửa hàng giá thuê hàng tháng lên đến chục triệu. Tại vì là hiện giờ xu hướng của mọi người là mua online nhiều hơn, mua trên các sàn thương mại điện tử. Nên là như bạn thấy là cái dọc này hầu như toàn là bán quần áo ấy. Thì có khả năng là cũng là vì như thế nên mọi người mới lại trả lại mặt bằng khá là nhiều. Chủ các cái bất động sản ở những khu vực phố cổ, nếu như một hai nhà người ta giảm giá thì có thể sẽ ảnh hưởng chung đến cái giá cho thuê ở khu vực, cho nên là họ đang tạo thành một cái cộng đồng, họ duy trì cái mức giá cho thuê ở những khu vực này để họ bảo vệ cái hiệu quả kinh doanh của họ. Theo các chuyên gia, thời gian tới, nếu mặt bằng kinh doanh trên những tuyến phố lớn vẫn giữ ở mức cao, các chủ đầu tư, hộ kinh doanh sẽ thiệt hại không nhỏ, tuy không thể hòa vốn doanh thu. Nặng nề hơn là có thể gồng lỗ lớn.